Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quý Thánh. Dạo gần đây đang hot một cái tựa game có tên là Tô Màu hoặc là Bị Quái Vật Bắt. À, Color or Die đó hả ốc? Đúng rồi. Ấy, vậy trong video ngày hôm nay, ốc cùng Bê Quý Thánh sẽ đi tô màu xem là có bị quái vật bắt không. Nghe nói có một con quái vật mặt xấu xấu bẩn bẩn, xong người nó như cái que ấy, nó sẽ đuổi mình. Ấy, và không biết nó đáng sợ như nào thì các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh. Còn bây giờ, vào chơi thôi. Ui, vào đây anh cũng bị đen xì xì, nhìn không thấy cái gì luôn. Nhìn đen thui lùi. Và nhiệm vụ đây là tìm 13 cái cọ à? Ừ, đúng rồi. Bấm vào để mở. Sẽ sơn đen cái mảng này. Để vào được bên trong, nhìn này. Cái gì? À, đây rồi các bạn ơi. Đây là cái hướng dẫn chơi nhá. Khi mà chúng ta trốn thì chúng ta cầm một cái xô màu gì thì chúng ta trốn được vào cái bức tường màu đấy. Nếu mà chúng ta trốn vào bức tường khác màu mà bị quái vật phát hiện ra, chúng ta sẽ chết. Ôi, không ổn rồi. Thế mình hiểu cách chơi rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên này. Nghĩa là bây giờ mình cầm xô màu đỏ, quái vật đến thì mình sẽ đứng vào chỗ màu đỏ này đúng không? Để đúng kiểu rồi. Ngụy trang đấy. Tăng hình. Còn đâu đứng vào chỗ màu xanh hay là màu khác là chết chắc. Thấy cái cọ đầu tiên luôn. Hay quá. 10 điểm. Chúng ta tìm được 13 cái cọ. Ý, con quái vật đấy. Đúng không? Con quái vật đến màn hình nghệ. Con quái vật đến màn hình nhiễu luôn. Nó có cái thân hình rất là siêu mỏng các bạn ạ. Như kiểu người que. Nó đang đuổi bắt bạn nào đấy á. Ở đây cọ nữa này. Đây có một cánh cửa màu tím sao á. Nhưng mà mình chưa có màu tím để mở được cánh cửa đấy. Mình phải có màu tím cơ. Vậy là mình phải tìm cánh cửa màu đỏ. Đúng rồi, thì mình hất sơn vào giống như kiểu ban đầu á. Cái gì đây? Một cái cọ. Lối đi à? Lối đi mê cung à? Ở đây sao tối đen xì xì, không thấy gì. Cẩn thận đấy, cẩn thận. Cẩn thận. Chỗ này không có bức tường màu đỏ luôn, anh chạy ra chỗ khác đi, không bị phát hiện giờ. Mình đi vòng vòng, không biết mình đi tới đâu rồi luôn. Nhặt được luôn cái cọ. Ê, cẩn thận, đứng vào. Nó không chui được vào đây sao chứ? Nó vào được. Nó là người que, nó siêu mỏng mà nó sẽ đi được đấy. Ui, có một mạng thôi hả? Bây giờ thử cộng mạng à? À, thì mình sẽ dùng robot để mua. Thế cứ mua phòng một mạng đi ông ơi. Không là tí chết chơi lại từ đầu đâu các bạn ơi. Đây. Rồi, biến thành màu trắng rồi. Rồi, đi vào rồi các bạn ơi. Lấy được một cái xô màu hồng và một cái tua vít. Làm gì ta? Ui, chết rồi, màu trắng. Đứng vào chỗ màu trắng. Trời ơi, không lấy được cái xô này rồi. Bây giờ đi tìm chỗ nào mà cái tua vít này sử dụng được. Nó không chui được vào đây đâu. Sao anh biết? Gần quá rồi nè. Ôi, cái xô màu hồng này sao mà lấy được? Phải đập bỏ cái mảng kính đấy, nghĩ thế. Cần anh... một cái búa. Mình chắc là phải đi vặn cái tua vít này vào chỗ nào đấy. Xong rồi mở ra lấy cái gì. Ui, nó đấy. Nó đi vô người đó, ui giời. Ui, đừng đi ra, chết đấy. Khi nào màn hình nhiễu là nó đến đấy các bạn. Ui, vết chân rồi. Ui, rồi, đi rồi. Quan trọng là bây giờ xô của mình không có màu, nên là mình có trốn ở đâu cũng không được. Đây là xô màu trắng mà. Xô màu trắng làm gì có màu, không có màu. Thế phải làm thế nào, nó đuổi Bê Quý Thành kìa. Chết rồi, Bê Quý Thành. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ôi, anh đi bắt cụ thôi, ôi giời ơi, bây giờ làm sao tìm được cái chỗ mà có cái gì đấy mình sử dụng tua vít á. Hiện tại trong xô là không có màu nên mình không thể trốn được. Rồi, tiếp tục thôi. Này có xô có màu rồi các bạn ơi. Xô màu đỏ. Đây bây giờ có xô màu đỏ và thêm cái tua vít. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái chỗ nào mà cái tua vít này dùng được. Hay nó ở trong này nhỉ? Nhìn không thấy. Đi theo em. Bạn ấy bảo đi theo em. Ok. Rồi. Bạn này bạn dẫn đường cho mình luôn. Hay quá. Rồi đi theo em, đi đâu đây em? Đi vào lòng đất à? Sao em? Lừa rồi. Chắc là biết đường không ta? Không biết đâu. Rồi. Kìa quái vật kìa, đứng ở màu đỏ, tường màu đỏ. Biết rồi, từ. Theo em, lại còn theo em. Bạn nào cũng muốn mình theo giúp của rồi biết. Rồi, một bạn theo em rồi, quái vật đuổi cho chạy tiên thua luôn. Theo em ơi, trời ơi, ôi em ơi. Em không có màu em đi rồi. Thôi đi tiếp đi, tiếp đi. Cười xỉu, đây, đi theo em, đây. Đi thôi. Game này easy mà. Bạn mình tin rồi. Ok, được easy, chỉ được ai đây. Ôi giời. Từ, bạn ấy dẫn mình đi một cái điểm nào đấy. Đây, mở cái này. Rồi sao? Rồi đi vào cánh cửa. Rồi sao? Rồi phải nhảy. Ừ.
Úi dồi, đen thùi lùi này nhảy nhìn khó quá. Đồ ăn hại. Khó quá các bạn ơi. Đây là kiểu cọ vẽ này. Ui giời nhảy. Bảng màu này. Ây xôi, nhảy mượt thế. Quá mượt luôn. Rồi, nhảy lấy cái cọ chưa? Được thêm một cái cọ. Tổng là mình lấy được 5 cái cọ rồi. Tiếp tục. Ồ, đi ra đây luôn. Đây là màu cam đúng không? Ừ, đây màu cam. Ồ, màu này không trốn được rồi. Màu cam à? Đây màu cam trốn được. Đúng rồi. Để đi tìm cánh cửa màu cam đúng không? Đúng rồi, đi tìm cánh cửa màu cam. Đi hơi lú luôn. SOS các bạn, fan đáy đồ. Lú như con cú luôn. Đây. Đây, đây. Nhiều. Đứng vào. Rồi. Còn nó đâu ạ? Đi tạt màu vào đấy đi. Nhanh lên chạy vào. Rồi chui vào trong. À lấy đây được rồi. Một xô màu vàng. Màu vàng các bạn ơi. Bây giờ đi tìm cánh cửa màu vàng để mở. Cái cửa màu vàng vừa nãy đấy. Chỗ nào nhỉ? Đi qua nãy đấy. Đi qua này thì mình có nhớ đâu. Đi hỏi bạn này. Em ơi, có biết chỗ cánh cửa màu vàng ở đâu không? Không, em không biết. Đây. Ê, một cái gọn tiếp nữa này. 6/13 rồi. Được một nửa rồi. Đâu nhỉ? Vẫn chưa tìm thấy cái chỗ màu vàng. Đây. Chỗ này cần một cái tôi vít. Mình mở rồi mà. Mình lấy được cái xô ở đây rồi mà. Ờ thế đi ra đi. Trên kia có một cánh cửa màu ấy nhá. Xanh lá cây. Không phải xanh lá cây đâu. Màu gì ấy. Giống như là xanh ngọc bích. Ờ xanh ngọc bích ấy. Nhớ tí hoặc là tí tìm mãi không thấy. Ừ. Mày nói cái nhớ vậy đi chứ thật ra mình cũng chả nhớ đâu. Đi tìm cái màu vàng. Ồ. Ồ được luôn cái nữa. 7/13 luôn các bạn ạ. Trời ơi. Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng, mình càng đi mình càng không thấy cái màu vàng đâu. Đây này là cái màu xanh của hai bạn này này. Ờ đúng rồi, chính là màu xanh của hai bạn đấy. Anh phải đi đến khu nào có nhiều tường màu vàng ấy, đừng có thì, đi vô tri như thế. Thì biết đi đến khu nào, có nhớ chỗ nào đâu mà đi đến khu nào. Thì đi nhìn cái hướng màu vàng này. Đây màu vàng đúng không? Đúng rồi. Ồ, đi qua anh. Ui chân nó này dẫm có vết màu nè. Chân nó các màu luôn. Xem bạn này có bạn này bạn dẫn. Bạn này tên là gì đây? Tô Anh Khoa à? Ừ, Tô Anh Khoa dẫn xem có đúng bạn này đang dẫn mình đi không á. Kìa, màu vàng trốn. Mày à. Tí nữa thì bị bế đi. Dẫn đường. Ôi, vẫn còn đang nhiều. Đây rồi. Ôi giời ơi. Cuối cùng đã tìm được cánh cửa màu vàng rồi. Ui, chui được vào rồi, may quá. Rồi. Đây, vào cánh cửa này. Gì đây? Đi, thăng bằng. Không gian vô tận à? Cứ đi thẳng lên thôi. Gì đây? Đến đây là đường cụt. Đường cụt, bây giờ phải đi lên trên kia à? Ồ, nhìn ghê quá các bạn ơi. Đi. Tóm lại đi lên càng cao càng tốt. Rồi, quay ngược lại, đi lên. Amazing, good job em. Lại là các bạn ơi. Thay đổi góc nhìn đi, nhìn cho nó dễ. Không, có một góc này nhìn dễ thôi. Đấy, góc này nè. Đấy, góc đấy, góc nhìn thẳng đứng xuống mới là góc nhìn dễ nhất. Rồi, rất khó luôn. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Thì sao bị nhìn nhảy chéo chéo này có vẻ dễ hơn các bạn ạ. Vì nó căn được khoảng cách của mình, còn mình nhảy thẳng rất là khó. Mình lấy cái xô màu xanh và cái cọ. Trời ơi. Wow, thế là bây giờ màu xanh. Màu xanh thì ở bên ngoài rồi. Không phải ở trong phòng. Giờ đi tìm cánh cửa màu xanh cái gì đây? Quái vật xuất hiện luôn là. Đây cầm cái cưa, chắc chắn mình sẽ phải đi tìm cái cưa. Đâu rồi nhỉ? Bây giờ đi tìm cánh cửa màu xanh các bạn ạ. Đi một vòng nữa. Lóa mờ luôn. Rồi bây giờ mình chạy tìm mãi chả thấy cái cánh cửa màu bên xanh. Bên kia kìa, bạn màu xanh đi bên kia kìa. Đấy hả? Ừ. Ờ đấy. Đi theo bạn ấy đi. Bạn ấy cũng chắc cũng không biết đâu. Biết đâu đấy, bất ngờ bạn ấy nhớ thì sao? Đấy. Đấy. Ôi may ghê. Đấy. Ăn hôi các bạn. Xếp hình, xanh ngọc và cái cọ.
Rồi, cái này ở trong cái phòng mà ban đầu mà mình đi vào anh hỏi màu gì đấy ốc? Thiếu một cái gì thiếu đấy? Thiếu một hình tam giác. Thiếu hình tam giác. Ừ. Rồi. Đi. Ôi, theo em luôn. Ừ. Rồi, bây giờ đi nha các bạn ơi. Đỉnh quá. Thế là bây giờ mình đã có một bạn fan gánh à? Ừ. Từ từ anh cũng biết cả ở đấy là ở trong cái cánh cửa mà ban đầu mình mở ra đấy. Ờ. Mình chui vào mà, đây này, bên này thì phải. Ơ, không phải bên này à? Quên. Ờ đúng rồi. Chính là ngay cái cửa này mà. Ơ ừ. Sao lại đi ra? Ờ mình đi vào, mình đi ra. À đây, sorry. Nhảy lên. Thực ra anh nhớ chỗ này mà. Rồi. Ôi. Nhảy lại các bạn ơi. Sukana, nhảy một phát qua luôn. Sukana, Sakasu, Ju. Lớn rồi. Bốc phét ít thôi. Trời ơi. Ok, nhảy cẩn thận này. Nhảy phát chóng mặt luôn á. Rồi. Chơi game rồi, từ từ. Có những đoạn nó xa nhưng có những cái nó lại rất là gần các bạn. Rồi. Thấy gì chưa? Quá ghê gớm, màu gì đấy? Màu tím hay sao á? Lấy. À, hình tam giác này. Ồ, chính là chỗ luôn đấy. Nhưng mà không nhớ. Mình cũng không nhớ luôn mà mình không có màu nữa các bạn ơi. Ờ, không có màu nữa nha, rất là khó nha. Không biết bạn này có biết có nhớ chỗ đấy không để cho bạn ấy mình đi cùng bạn ấy luôn. Lấy đi đâu đi em. Rồi chúng ta quay lại. Lấy được hình tam giác. Chính là cho vào cái chỗ lúc đấy đó các bạn. Thì nó sẽ mở được cái cánh cửa vuông tròn tam giác. Ừ đúng rồi. Nghe như trò chơi con mực ấy nhỉ. Ừ. Đây. Thấy chưa? Thấy anh chơi giỏi chưa? Quá đỉnh. Bạn kia đang đi có vẻ chậm hơn. Anh đảm bảo bạn kia rơi xuống luôn. Một. Không được nói với đồng đội như thế phải cổ. Đấy. Đấy. Thế là bạn ấy ra ngoài nhanh hơn anh nhiều đấy. Bạn ấy ra rồi đấy. Ừ. Đi chúng ta đi. Ồ, hướng nó đi hướng sang bên này. Đúng không? Kệ đi. Đâu hình tam giác nào đó ở đâu? Lo. Lô anh. Đây rồi. Đừng có đùa. Thật tình cờ, thật bất ngờ. Đây là màu xanh. Ơ, màu xanh cái cửa vừa nãy mình đi qua. Bên này. Em sắp rồi. Ok, các bạn xem cũng nhớ sắp video cho Bên Quý Thành và ốc như mấy bạn fan này nhá. Và đặc biệt là theo dõi nick Roblox của Bên Quý Thành để được chơi game cùng Bên Quý Thành. Chơi game để được sống qua cái chỗ này. Ờ. Nó đi rồi. Được chưa? Chưa, nó chưa đi đâu. Nó lừa. Đấy. Nó đi đấy. Ôi, đứng đấy và hello anh. Đứng đấy và hello anh Bên Quý Thành nằm bế đi bây giờ. Rồi, đi tiếp đi. Hình lối này nó đi đấy, thôi mình đi vòng vòng. Đi vòng vòng hả? Đây rồi. Lần này là đây rồi đúng nha. Ở đấy, hợp lý luôn. Đây cái cưa. Cưa đây. Đi rồi, ngược lại. Đi lấy cái cưa. Ngược lại, sẽ phải đúng rồi. Đây này đoạn. Ừ. Đâu? Đây rồi. Cưa. Rồi, đi vào cửa. Rồi, lại leo lên các bạn ơi. Ôi giời ơi, sao chưa gì đã hẹo thế? Lỗi, kỹ thuật làm lại. Nãy nhảy mượt lắm cơ mà. Lúc nãy mượt, bây giờ nó bớt mượt. Bây giờ dối à? Ờ, bây giờ hơi dối. Nhảy qua. Rồi, nhảy lên đi. Rồi, màu tím. Nhớ màu tím không? Màu tím. Màu tím cái chỗ mình nhầm màu xanh á. À. Đi ra cánh cửa đi, ra đi. Màu tím chỗ mình ấn màu xanh. À, ừ. Đấy, nhớ không? Màu tím không? Màu tím vẫn cạnh cái màu xanh luôn đấy. Đi ngược lại với cái đường của nó là nó không bắt được mình. Màu tím là cái đi hướng này đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Chắc không? Không. Không á? Không. Cánh cửa màu tím mà nãy nhầm đấy. Đây à? Đây đúng rồi. Ui giời, thấy đúng luôn rồi. Ảo thật đấy. Thấy luôn. Đi vòng vòng thấy luôn. Ngon tuyệt vời. Ui graffiti bạn ơi. Một cái hình loại hình vẽ lên trên tường á. Nó vẽ cái gì chả hiểu. Tất nhiên rồi. Jack. Ơ kìa, có một cái đồ cái gì bên kia kìa. Ờ thấy rồi. Đỏ đấy. Đấy có một cái cọ này. Ờ 12 rồi này. Thế mà tìm được đủ 13 thì được thoát à? Gì đây? Cái búa. Đập cái chỗ cửa màu hồng, lấy cái xô màu hồng, nhớ không? Có một cái chỗ lấy cái xô màu hồng. À đúng rồi, cái chỗ mà ban đầu mình vào mà mình không thể lấy được ấy, nhưng mà chỗ đúng nào? Đúng rồi, ai biết chỗ này. Quên từ đầu luôn, không nhớ chỗ nào luôn. Rồi, có quái vật còn dưới này không? Không. Bây giờ là
Bây giờ là mình hết màu rồi đấy, mình không trốn được đâu. Khó nhất là cái đoạn mà không có màu để trốn các bạn ạ. Đây 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 đây. Đây là màu hồng. Màu hồng. À. Ui kìa. Ui. Toàn người ông giáo ơi, nhiễu quá không thấy cái gì. Nhiễu quá các bạn ơi. Đi lên đây. Đi lên đây này. Ôi nó vẫn kịp bắt mình các bạn. Cái gì vậy? Mình đi sang bên này đúng không nhỉ? Ừ đúng rồi. Anh nghĩ là quanh khu này thôi. Đây 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 đây. Trong này. Không 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 không. Không phải à? Không. Ê, có búa thì đập cái con quái vật đến ngu người không? Đây rồi. Rồi. Ờ giờ. Nó ngay đây các bạn ơi. Đây rồi, có một bạn chỉ cho mình luôn, nó ngay cạnh chỗ mình. Bây giờ cánh cửa màu hồng lại phải đi tìm cánh cửa màu hồng. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà quái vật ở ngoài kìa đấy, nó đang chạy kìa. Bây giờ mình cứ chạy ra, đi ngược lại hướng của nó là được. Rồi, có một đứa đi ra. Dụng luôn. Rồi, có quái vật kinh quá. Dạ, đi vào, mệt luôn. Đi ra, đi vào, đi. Nó lừa. Con quái vật này, người dẹt dẹt, tưởng không có não nhưng mà lại thông minh vãi cả trưởng các bạn. Chắc là mình... Đấy, đi đi theo bạn, bạn cầm cưa đi. Bạn ấy nhớ hay sao ấy? Bạn ấy chạy rất là có kế hoạch, không vô chi như bên Quy Thành. Mình chơi lần đầu. À, ngay... Cảm ơn bạn rất nhiều. Ngay cửa vào luôn. Cảm ơn bạn Rosec Việt Nam. Shaker Việt Nam à? Ờ, rồi. Chìa khóa. Chìa khóa. Đấy, chìa khóa sao? Chìa khóa rồi sao? Rồi sao em ơi? Rồi quái vật đến à? Chìa khóa là cái chỗ mà thoát ra đấy đúng không nhỉ? Ờ, không biết nữa. Nhưng mà mình lấy được 12 cái cọ liệu có thoát được không? Còn một chỗ nào thì chưa dùng chìa khóa mà mình không nhớ nhỉ? Ừ. Để tí mình sẽ quay lại chỗ cánh cửa màu hồng mình thoát này. Em ơi, em ơi. Em gì ơi? Từ 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 từ. Quái vật đi chưa? Quái vật đi rồi. Đây đây đây. Đây để xem bạn ấy dẫn mình đi đâu nhá. Ừ. Mình cũng chưa nhớ ra là cái chìa khóa là dùng chỗ nào luôn các bạn ạ. Mình còn chưa nhìn thấy chỗ đấy. Ui. Mình mất chế luôn rồi. Bạn ấy giỏi nha, bạn ấy nhớ được á. Có vẻ bạn này bạn chơi trò đấy nhiều. Đây, thế là nó bên cửa bên này à? Ôi em ơi, nhầm à? Nhầm hay đúng, nhầm hay sai? Không biết được, cứ đi đấy đã. Căng nhà, rơi xuống là lại phải đi lại đó nha. Có kinh nghiệm rồi, nhảy chéo ấy. Ừ. Đấy, kinh nghiệm nó phải khác. Đúng rồi, lại phải nhảy qua chỗ này rồi. Bây giờ mình mới mở được cánh cửa màu này là màu vàng. Có chìa khóa, mở ra lấy được cái cọ cuối cùng. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cửa thoát. Cửa thoát ở ngay chỗ cánh cửa màu hồng các bạn. Nhưng mà quái vật. Nhưng mà mình vừa ra thì quái vật mình chui lại luôn. Đây, chìa khóa trên đó anh. Ok, anh biết rồi. Anh biết rồi, cảm ơn em. Nếu không có em thì chắc là chị phải chơi cùng Bê Quy Thành một cách vô tri đến tận đêm. Đây, từ từ. Đi đâu đấy? Dẫn đi đâu đấy? Bên này mà. Anh biết mà. Ôi từ từ, quái vật. Nhiều. Đi ra chỗ cánh cửa màu hồng đấy. Nó có 12 cái cọ nữa anh bảo ốc đấy. Gì đây? Vô ý anh, vô trong này. Vô này á? Ở đây là cửa thoát à? Đây là cửa thoát các bạn ạ, nó mất cái bút ở bên ngoài rồi. Ui giời. Cái gì đây? Thoát á? Thoát. Gì đây? Gì vậy? Ủa alo. Ôi ốc ơi, nhìn những cái ký tự vẽ ngoạc ngoạc kia nhưng mà nó có hình ấy nhá. Hình gì? Đây hình trái tim này, kia là hình mặt cười kìa. Ở đây đây trên có một cái chiếc ghế của cái vật phẩm gì kìa. Một cái sơ. Rồi sao? Thế bây giờ cái show này là mình táng hình hay gì? Show này chắc là mình thoát. Không hiểu gì. Rồi nói chung là lúc nãy mình không nhìn ra là vì mình nghĩ là nó vẫn còn cái chỗ ấy, nhưng mà không, nó mất cái chỗ ấy. Mình thấy nghi mình phải đi vào đây rồi. Ủa thế là thắng chưa? Màu trắng. Cái show màu trắng các bạn ơi. Màu trắng ở đâu nhỉ? À, về khu safe zone, khu an toàn ấy. Để làm gì? Ở đây có cánh cửa màu trắng thì phải. À thế á? Ừ. Ồ, ai biết đâu. Nhưng mà mình không lo, bây giờ mình vẫn còn mạng mà. Mình chết một phát mình về safe zone luôn. Mình vào một khu safe zone là được. Bảo chết đi thì không nghe. Không chết, chơi là phải chơi tới cùng. Safe zone đây. Thấy gì chưa? Ồ, đâu cửa màu trắng đâu. Đây, cửa màu trắng đây.
chưa? Thoát rồi đấy. Đâu? Đâu? Bạn nói gì với anh kìa? Anh Thành ơi, em là fan của anh, mong anh được 2 triệu nhé. 2 triệu sắp nhé. 2 triệu sắp. Ok, anh 2 triệu sắp rồi em ơi. Rồi đấy, mình thoát rồi nhá. Ừ, bây giờ chọn cửa nào để đi ra? Ui, mà bấm giờ á? Sao lại bấm giờ? Ui kìa, cánh tay quái vật kìa. Thế bây giờ làm gì ở đây? Bây giờ parkour, chạy lên. Ô, cái gì đây? Thoát đâu, thoát cái đầu anh á. Nhanh. Đi nhảy đi đâu? Ui, mình không thể thoát ra, cái màu đỏ nó dâng lên. À, rồi các bạn ơi, nói chung là mình đã thoát khỏi cái con quái vật ở trong cái kia rồi. Còn đấy như kiểu mấy cái mini game á. Bây giờ mình cứ chơi thôi à. Ồ, mình tẩy được bên này luôn, mình cũng tẩy được cả bên này luôn. Ừ, không, cái này không được, cái này màu đen à. Đây, cái này là màu trắng. Không được rồi các bạn ơi. Nói chung là mình đã thoát khỏi cái con kia rồi, mình kiếm đủ 13 cái cọ rồi. Đấy, mình chết, mình sẽ bị mất lại đấy. Nhưng mà nói chung là mình thắng rồi đấy. Đúng không? Ờ, nếu các bạn thấy đúng chắc thì các bạn bình luận ở dưới nhá. Còn mình chơi đấy chắc là nhảy lên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh win rồi, à anh win rồi. Ồ, đấy, các bạn ấy bảo mình win rồi. Và các bạn ơi, trong video ngày hôm nay tụi mình đã chơi một cái anh trò. Anh giỏi quá. Mình đã chơi một cái trò là một là phải đi tô màu, hai là không đi tô màu là mình sẽ bị quái vật bắt. Và các bạn thấy trò này hay không, hãy bấm like video, bấm đăng ký kênh nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn những bạn mà đã support cho Baby Thành. Đúng rồi, thank you các em nhá. Bye bye nha.